Trước màn ảnh nhỏ của các bác đây là một chiếc đồng hồ Odo đời 62 các bác ạ. Và đây là một chiếc Odo đời 62 chưa được âm thanh của hai bản nhạc, đó là bản nhạc Sododo và bản nhạc Westminster. Nếu bác nào sành chơi tìm hiểu kỹ, các bác sẽ biết rằng đối với cái bản nhạc Sododo là một cái bản nhạc độc quyền của thương hiệu Odo và chỉ được chơi trên bộ máy 10 thôi. Thế nên đây sẽ là một chiếc Odo đời 6210 Sododo các bác nhé. Bây giờ em xin được mời các bác cùng em đi ngắm nhìn thiết kế ngoại hình bên ngoài cũng như tiếng chuông, sau đó em sẽ cho các bác xem qua bộ máy. Một chiếc 6210 Sododo sở hữu cái bộ máy đẹp trên 94-95% các bác ạ. Thiết kế thùng vân nu, chúng ta sẽ có những cái phần bông đào như này các bác này. Đấy, được chạm quả to, quả nhỏ, lá cạch chạm trực tiếp trên nền cánh thùng, đối xứng hai bên cánh thùng. Các bác sẽ có thể gọi đây là một mẫu thiết kế thùng vân nu gợn sóng cũng được. Chúng ta sẽ có một cái phần thùng được thiết kế theo kiểu gợn sóng các bác nhá. Đấy, những cái phần gỗ vân nu để thiết kế ghép đối xứng này, rất là đẹp luôn. Nhìn từ xa thì các bác có thể thấy đây là một mẫu thiết kế rất là cân đối, mang nét đẹp sang trọng và cổ điển, đúng các bác. Rồi, chúng ta sẽ không thể bỏ qua đó là gì ạ? Đó là một cái phần mặt số nổi. Đây sẽ gọi là một phần mặt số nổi quay chảo hoặc là gọi là mặt cười cũng được các bác nhá. Mặt cười thì chủ yếu là bên Tây người ta sử dụng nhiều. Còn về Việt Nam mình sẽ gọi là mặt quay chảo. Bên dưới chúng ta sẽ có gì ạ? Một cái phần kính họa tiết hoa văn màu vàng, đi kèm với đó sẽ là quả nắp bát quái vàng. Đồng bộ các bác nhá. Kính vàng sẽ đi với nắp vàng và đi với mặt số nền vàng, rất là ăn nhập với nhau. Còn bây giờ sẽ đi cho các bác xem bên trong, thiết kế bên trong. Rồi, một chiếc đồng hồ zin toàn bộ các bác nhá. Zin toàn bộ. Mặt số trong cái tình trạng rất là xuất sắc để các bác sở hữu, nền vàng. Vòng số sẽ là số màu đỏ. Đấy, chúng ta sẽ có logo thương hiệu để các bác nhá. Bộ kim nám lúa đặc trưng đời 62, đúng không các bác? Nhìn cái là biết được luôn, đúng không ạ? Rồi. Bên dưới chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có một phần quả nắc bát quái vàng. Ốc chống còn này, tay có zin còn này. Đời 62 chúng ta sẽ có những cái phần gạt khóa hai bên như này các bác nhá. Chúng ta sẽ có những phần gạt khóa hai bên này các bác này. Đấy. Rồi, bên trong đây sẽ là một cái phần cần gạt để chuyển đổi bản nhạc các bác ạ. Tất nhiên rồi. Sẽ chơi trên bộ công 121 các bác nhá. Đặc trưng đời 62 sẽ là bộ công 121. Bây giờ em xin được thử qua cái tiếng chuông mà chiếc đồng hồ này chơi lên nhá, để các bác được thưởng thức âm thanh của hai bản nhạc. Đó là cái bản nhạc Sododo và bản nhạc Westminster. Bây giờ sẽ là bản nhạc Sododo trước các bác nhá. Vừa rồi là đủ bản nhạc Sododo, để em xin được thử qua 15 phút nhé. Đó, trọn vẹn bản Sododo các bác nhé, đầy đủ và 15 phút. Còn bây giờ xin được chuyển qua bản Westminster. Đó là âm thanh hai bản nhạc các bác nha. Rất là trong vàng ngân nga đúng không các bác? Đặc trưng ở đời 6210 Sododo. Tiếng chuông đánh rất là tốt luôn. Bây giờ em xin được tháo qua bộ máy để các bác chiêm ngưỡng qua bộ máy của chiếc Odo đời 6210 này các bác nhá. Và đây là bộ máy của chiếc Odo đời 6210 Sododo các bác nhá. Chúng ta sẽ có một phần quả nogai, nó sẽ nhiều nốt nhạc hơn để chơi nên bản nhạc Sododo. Bình thường bản Westminster chúng ta chỉ có 4 nốt gai thôi đúng không ạ? Nhưng đây chúng ta sẽ có rất là nhiều nogai đúng không các bác? Rồi, nô này sẽ là nogai shape nhá. Chứ không phải là quả nô gai tròn có những cái gai nhọn mọc lên như bản gai bình bong các bác ạ. Đây các bác để ý kỹ giúp em nhá. Đây sẽ gọi là một bộ máy ba vách hoa dâu, một bộ máy vách đồng vàng cực kỳ đẹp các bác nhá. Đấy. Bên điểm nhạc chúng ta sẽ có 6 đầu búa, bên điểm giờ sẽ có 4 đầu búa, tương tự như những chiếc Odo máy 10 bình bong. Khác mỗi cái là chúng ta chỉ có tiếng bong thôi các bác nhá. Vì bản gai chúng ta mới có bình bong. Rồi, về thiết kế bộ máy thì đây là một bộ máy cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Các bác nhìn này. Đó. Trục thép trắng sáng nhá. Đấy, đầu vồ căng tròn này. Máy zin đẹp này, toàn bộ từng con ốc luôn các bác nhá. Cực kỳ là đẹp luôn. Xác định chơi một chiếc đồng hồ đồ đẹp này, chuông hay thì phải bộ máy phải đẹp theo các bác nhá. Rồi, đây là một bộ máy cực kỳ là xuất sắc để các bác sở hữu đấy ạ. Bác nào thực sự quan tâm đến chiếc đồng hồ đồ 6210 này thì mời các bác liên hệ theo số điện thoại 0912 011 947 để vang vọng hỗ trợ các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.